Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phát-na-ung. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi, cũng vì thế tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngay cả trong dân Israel, nhưng không thấy người nào có lòng tin mạnh đến như vậy. Đó là lời của Đức Giêsu nói về viên đại đội trưởng, và chính nhờ đức tin đó mà Đức Giêsu đã chữa lành cho người nô lệ của ông. Khi chúng ta nói về niềm tin hay đức tin, giáo hội luôn khẳng định rằng đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa theo nghĩa tự sức của chúng ta. Chúng ta không thể có được đức tin, nhưng chính Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chính Đức Giêsu cũng khẳng định điều đó với Thánh Phêrô trong Tin Mừng: "Không phải phàm nhân mặc khải cho anh biết điều đó, nhưng chính là Cha Thầy đứng ngự trên trời." Như vậy, trong đức tin, Thiên Chúa là người đi bước trước. Trong đức tin, Thiên Chúa là người soi sáng cho chúng ta. Bởi không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa nếu Chúa Thánh Thần không ban cho người đó. Nếu đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa, vậy đức tin có hủy diệt sự tự do của chúng ta hay không? Lời Chúa ngày hôm nay giúp trả lời cho chúng ta: đức tin không hủy diệt sự tự do của chúng ta, nhưng đức tin luôn mời gọi chúng ta đón nhận nó. Mỗi người chúng ta đều có quyền tin hay không tin, đón nhận hay từ chối Thiên Chúa. Chính vì chúng ta hoàn toàn có sự tự do trong đức tin, nên chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi đức tin của mình. Nếu chúng ta không chăm sóc, không nuôi dưỡng ân ban đức tin mà chúng ta được đón nhận nơi bí tích rửa tội, thì mỗi người chúng ta sẽ phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa về điều đó. Thái độ đức tin của mẹ Maria trong Tin Mừng giúp chúng ta hiểu được nội dung của đức tin. Chúng ta tin vào Thiên Chúa, vậy đức tin thực sự là gì? Đức tin chính là sự thưa vâng với lời của Thiên Chúa, như lời thưa vâng của mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Chúa nói gì? Chúa dạy chúng ta điều gì? Chúng ta thưa vâng theo lời của Ngài. Nhưng đức tin không dừng lại ở đó. Đằng sau lời thưa vâng với thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta còn phải sống lời thưa vâng đó
Vì vậy những lời tuyên xưng ngoài môi miệng về Thiên Chúa vẫn chưa đủ. Đức tin còn đòi hỏi chúng ta phải đặt trọn con người của chúng ta, sự tự do của chúng ta vào một đối tượng duy nhất chính là Thiên Chúa. Vì vậy trong tương quan với Thiên Chúa, đức tin đòi hỏi chúng ta một sự tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối. Vì vậy ước mong lời Chúa ngày hôm nay giúp chúng ta xác tín lại đức tin của mình. Một khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, xin cho mỗi người chúng ta biết đặt trọn cuộc đời của chúng ta trong Thiên Chúa và chỉ nơi Thiên Chúa. Và một khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức về những bổn phận cần thiết trong việc chăm sóc ân ban đức tin mà chúng ta được đón nhận từ Thiên Chúa, để chúng ta không phải trả lệ trước mặt Thiên Chúa về những nén bạc đức tin mà Thiên Chúa ân ban cách riêng trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.